Hồ tiêu là loại cây trồng thích nghi với điều kiện nhiệt đới ẩm ở Việt Nam, thích điều kiện lặng gió và có bóng tre, thân dài, bám vào các cây khác, choái, bằng rễ, lá mọc cách, hệ rễ chủ yếu là rễ chùm, phân bổ nông và rất dễ bị sâu bệnh hại từ đất tấn công. Để đảm bảo sản xuất hồ tiêu bền vững thì ngoài việc chọn giống tốt phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của vùng để trồng, bà con nông dân cần quan tâm đến việc áp dụng đồng bộ hệ thống các biện pháp kỹ thuật canh tác hồ tiêu nhằm giúp cho cây sinh trưởng khỏe, cho năng suất cao, chất lượng tốt, kéo dài chu kỳ kinh doanh, chống chịu được tác hại của sâu bệnh hại và biến đổi khí hậu. Các biện pháp kỹ thuật chính chăm sóc hồ tiêu bao gồm: buộc dây cho tiêu. Sau khi trồng, từ mỗi hom mọc 1 đến 2 cành tược, tược lên đến đâu phải buộc dây đến đó để dễ bám chắc vào trụ. Một tuần nên buộc dây một lần bằng dây ni lông mềm. Khi buộc dây vào cây trụ sống, sau thời gian vài tháng, rễ đã bám chắc vào trụ. Chú ý cắt dây buộc để dây tiêu có thể phát triển dễ dàng, không bị thít chặt vào trụ. 2. Tạo hình. 2.1. Tạo hình cho tiêu giai đoạn kiến thiết cơ bản. A. Tạo hình cơ bản cho tiêu trồng bằng hom thân. Sau khi trồng từ 10 đến 12 tháng, trên mỗi trụ thường có từ 2 đến 5 dây thân, đạt chiều cao khoảng 1,5 đến 1,6 mét. Cắt ngang dây tiêu. Vị trí cắt dây cách gốc 30 đến 40 cm. Từ các đốt dưới vết cắt phát sinh lên các dây thân chính, giữ lại các dây thân khỏe mạnh, phân bố đều chung quanh trụ, làm bộ khung chính, vặt bỏ các mầm dây thân còn lại. Số lượng dây thân để làm bộ khung dây chính phụ thuộc vào kích thước trụ. Trụ bê tông, từ 5 đến 7 dây thân trên một trụ. Trụ sống, từ 6 đến 8 dây thân trên một trụ. Cắt dây tiêu vào các ngày khô ráo, không cắt trong thời gian mưa dầm để hạn chế các loại bệnh hại tiêu. Để tránh sự lây lan bệnh virus, nên nhổ bỏ các cây tiêu có biểu hiện xoăn lá, rụt ngọn do nhiễm virus ra khỏi vườn trước khi cắt dây. B. Tạo hình cơ bản cho tiêu trồng bằng hom lươn. Tiêu trồng bằng hom lươn sau 12 đến 14 tháng, cao khoảng 1,4 đến 1,5 mét, có 2 đến 3 cành quả trên một dây thì tiến hành đôn dây. Các bước đôn dây tiêu. Cắt hết lá ở phần dưới gốc các dây tiêu có mang cành quả, có thể cắt lá trước đó 10 đến 20 ngày. Để vết thương tại vết cắt lành, đào rãnh sâu từ 15 đến 20 cm chung quanh trụ tiêu, cách gốc tiêu 20 đến 25 cm. Khoanh tròn phân dây thân đã cắt hết lá vào rãnh. Chừa đoạn ngọn dây có mang lá và cành quả buộc áp vào trụ tiêu. Lấp một lớp đất mỏng để giữ cho khoanh dây được đôn nằm cố định. 2.2. Tạo hình, tỉa cành cho cây tiêu giai đoạn kinh doanh. Tỉa bỏ tất cả các dây thân, dây lươn, cành ác mọc phía dưới trụ tiêu, cách mặt đất từ 40 đến 55 cm. Thời điểm thích hợp là lúc sau khi thu hoạch xong. Tiến hành vệ sinh vườn và cắt tỉa. Tỉa bỏ các dây thân mọc ngoài bộ tán tiêu, các dây thân mọc quá dài ở đỉnh trụ. Việc cắt tỉa tiêu kinh doanh tiến hành 2 đến 3 lần trong năm vào các ngày khô ráo. 3. Điều chỉnh ánh sáng. Vào giữa mùa mưa năm thứ 2 sau khi trồng, bỏ dần dàn tre đến khi dây tiêu leo đến đỉnh, phủ kín trụ, có thể loại bỏ dàn tre hoàn toàn. Sử dụng các cây che bóng lâu dài trong viền tiêu đã lớn để tạo bóng mát nếu trồng tiêu bám vào trụ bê tông, trụ gạch. Rong tỉa cây che bóng cho vườn tiêu trồng bằng trụ bê tông, trụ gạch và cây trụ sống, vườn tiêu trồng cây choái sống. Tiêu giai đoạn kinh doanh mỗi năm rong tỉa 2-3 lần. Đầu mùa mưa, rong mạnh cây trụ sống và cây che bóng, chỉ để lại 2-3 cành nhỏ ở ngọn tán. Sau đó cứ 2 tháng, rong tỉa lại một lần nhẹ hơn. Rong lần cuối cùng trước khi chấm dứt mưa từ 1,5 đến 2 tháng và giữ bóng mát qua suốt mùa khô. 4. Quản lý dinh dưỡng cho cây hồ tiêu. Cây hồ tiêu kiến thiết cần nhiều đạm, lân, kali ít hơn để đảm bảo cho sinh trưởng. Thời kỳ kinh doanh cây cần nhiều đạm, kali, lân ít hơn để cây sinh trưởng, phát triển cho năng suất và chất lượng tốt. Nhận dạng được triệu chứng thiếu các chất dinh dưỡng chủ yếu như đạm, kali, lân sẽ giúp cho người sản xuất quản lý được dinh dưỡng cho cây tiêu một cách hiệu quả về kinh tế và môi trường. 4.1. Triệu chứng thiếu các nguyên tố đa lượng. A. Thiếu đạm. Cây sinh trưởng kém, lá vàng ở phần gốc trước, lá ở phần ngọn vẫn còn màu xanh, nếu bị nặng toàn bộ lá trên cây sẽ chuyển sang màu vàng. Biện pháp khắc phục. Hiện tượng thiếu đạm có thể khắc phục bằng cách bón tăng cường phân ure qua đất. Tuy nhiên, tùy theo tuổi cây mà lượng bón khác nhau, hoặc có thể phun đạm ure cho cây với nồng độ 0,3 đến 0,4%, phun 2 lần cách nhau khoảng từ 15 đến 20 ngày. B. Thiếu kali.
Hiện tượng thiếu kali thường xảy ra trên các lá già. Đầu lá xuất hiện các vết hoại tử, lá có màu hơi vàng, sau đó chuyển dần sang màu bạc, phiến lá giòn hơn so với bình thường. Biện pháp khắc phục: có thể phun MKP, Mecofa hoặc Monokali Phosphat. Để khắc phục hiện tượng thiếu kali, nồng độ 0,2-3,3%, phun 2 lần cách nhau khoảng 15-20 ngày. C. Thiếu lân. Triệu chứng thiếu lân trên cây tiêu xuất hiện ở lá già, thành thục. Lá chuyển từ màu xanh sang màu vàng đồng, kết hợp các đốm màu huyết dụ. Trong một vài trường hợp thì lá tiêu có thể bị những vết hoại tử ở phía rìa lá, sau đó rụng. Biện pháp khắc phục: bón đầy đủ lân cho cây, có thể phun monokali phosphat để khắc phục hiện tượng thiếu lân. Nồng độ 0,2-0,3%, phun 2 lần cách nhau khoảng 15-20 ngày. 4.2. Bón phân cho cây hồ tiêu. A. Phân hữu cơ giúp cải thiện độ tơi xốp, khả năng giữ nước, giữ chất dinh dưỡng cho cây và góp phần giúp cây bằng hệ vi sinh vật đất. Vì vậy, bón phân hữu cơ cho cây tiêu cần phải được quan tâm thường xuyên. Lượng phân hữu cơ bón cho hồ tiêu: cách bón: đào rãnh theo mép tán, sâu từ 10-15 cm, bón phân và lấp đất. Trong quá trình đào rãnh không được làm tổn thương bộ rễ tiêu, bón kết hợp tủ gốc. B. Phân vô cơ: lượng phân vô cơ bón cho hồ tiêu: lượng phân cho hồ tiêu kinh doanh cho năng suất dự kiến khoảng 3-4 tấn hạt trên 1 hectare. Khi năng suất cao hơn, cần bón bội thu từ 15-20% lượng phân ở bảng trên. Có thể sử dụng các loại phân vô cơ thương phẩm khác nhau để bón cho vườn tiêu như phân đơn hoặc phân tổng hợp NPK. Khi sử dụng các loại phân thương phẩm, phải quy đổi theo nguyên chất để hàm lượng các loại phân bón không quá thấp hoặc quá cao so với hướng dẫn. Từ phân dạng nguyên chất ở bảng trên, khi bón phân cần quy đổi ra phân đơn thương phẩm như đạm ure, đạm SA, phân lân nung chảy, phân kali clorua bằng cách nhân với các hệ số chuyển đổi sau đây. Từ đạm chuyển sang ure nhân hệ số 2,17, ure chứa 46% đạm. Từ đạm chuyển sang đạm SA nhân hệ số 4,76, SA chứa 21% đạm. Từ lân nguyên chất P2O5 chuyển sang phân lân nung chảy nhân hệ số 6,66, lân nung chảy chứa 16% P2O5. Từ kali nguyên chất K2O chuyển sang kali clorua nhân hệ số 1,67, kali clorua chứa 60% K2O. Thời điểm bón phân vô cơ: trồng mới, phân lân, phân chuồng bón lót trước khi trồng. Sau khi trồng từ 1-1,5 tháng đến cuối mùa mưa, lượng đạm và kali chia đều 3 lần bón. Năm thứ 2 trở đi, bón từ 3-4 lần. Lần 1, tất cả lượng phân lân, phân chuồng bón vào đầu mùa mưa. Lần 2, 1/3 lượng đạm cộng 1/3 kali sau lần 1 từ 3-4 tuần. Lần 3, 1/3 đạm cộng với 1/3 kali bón vào giữa mùa mưa. Lần 4, lượng phân đạm kali còn lại bón vào cuối mùa mưa. Hồ tiêu thời kỳ kinh doanh bón 4 lần. Lần 1, 1/4 đạm cộng với 1/4 kali và tất cả lượng phân hữu cơ, phân bón. Phân lân bón trước khi kết thúc thu hoạch khoảng 10 ngày, kết hợp che tủ, giữ ẩm. Lần 2, 1/4 đạm cộng với 1/4 kali bón vào đầu mùa mưa. Lần 3, 1/4 đạm cộng 1/4 kali bón vào giữa mùa mưa. Lần 4, lượng phân đạm kali còn lại bón vào cuối mùa mưa. Có thể sử dụng các loại phân bón NPK chuyên dùng để bón cho cây hồ tiêu. Lượng bón cần tính toán tương ứng lượng đạm lân kali nguyên chất theo bảng trên mục B. Kỹ thuật bón phân vô cơ: bón phân khi đất đủ ẩm, cao lá, xác bã thực vật rải trên mặt đất theo mép tán. Xăm xới nhẹ, lấp phân vào đất, tránh làm đứt rễ, dùng rơm rạ, cỏ khô tủ lại. 5. Tưới nước và thoát nước cho cây hồ tiêu. 5.1. Tưới nước. Lượng nước tưới và chu kỳ tưới cho cây hồ tiêu: hồ tiêu trồng mới và kiến thiết cơ bản
phải tưới nước đều trong mùa khô cho đến khi có mưa. Đối với cây tiêu trồng mới, nếu trong mùa mưa gặp hạn kéo dài, phải tưới bổ sung. Hồ tiêu kinh doanh tưới vào mùa khô khi cây đang nuôi quả và đầu mùa mưa khi nhiệt độ cao, ẩm độ thấp, thời tiết khô. Tuy nhiên, sau khi thu hoạch, hạn chế tưới nước liên tục, cần có thời gian xiết nước để cây phân hóa mầm hoa. Có thể áp dụng phương pháp tưới trực tiếp vào gốc hoặc tưới nhỏ giọt hoặc tưới tiết kiệm cho cây hồ tiêu. Tưới nhỏ giọt, tưới tiết kiệm, phun mưa tại gốc có thể giảm lượng nước từ 20 đến 30%, đồng thời có thể kết hợp bón phân qua hệ thống tưới giúp giảm phân bón từ 30 đến 40%. 5.2. Thoát nước. Cần lưu ý thiết kế hệ thống thoát nước cho vườn tiêu trong mùa mưa để hạn chế tác hại của bệnh chết nhanh gây thối rễ. Một, tại sao phải buộc dây cho tiêu? A, để giúp thân tiêu mọc thẳng. B, để thân tiêu mọc rễ phụ. C, để rễ bám chắc vào trụ, giúp thân tiêu không bị tuột. D, để thân tiêu không bị tuột và sinh trưởng tốt. Đáp án đúng C. 2. Số dây thân tiêu trên trụ sống phù hợp là A. 3-4 giây, B. 2-3 giây, C. 5-6 giây, D. 6-8 giây. Đáp án đúng D. 3. Số dây thân tiêu trên trụ bê tông hoặc trụ gỗ phù hợp là A. 2-4 giây, B. 5-7 giây, C. 6-8 giây, D. 4-6 giây. Đáp án đúng B. 4. Đôn dây tiêu được thực hiện khi A. Tiêu trồng bằng hom lươn sau khoảng 12 tháng, cao khoảng 1,4 mét và có 2-3 cành quả. B. Tiêu trồng bằng hom thân sau khoảng 12 tháng, cao khoảng 1,4 mét và có 2-3 cành quả. C. Tiêu trồng bằng hom lươn sau khoảng 8 tháng, cao khoảng 1 mét và có 2-3 cành quả. D. Tiêu trồng bằng hom thân sau khoảng 3 tháng và có mang cành quả. Đáp án đúng A. 5. Tỉa cành cho cây tiêu giai đoạn kinh doanh gồm những công việc gì và thời điểm thích hợp nhất là khi nào? A. Cắt dây thân, dây lươn mọc cách mặt đất 40-55cm vào mùa mưa. B. Cắt cành ác, dây lươn mọc cách mặt đất 40-55cm vào thời kỳ sau thu hoạch. C. Cắt bỏ các dây thân, dây lươn, cành yếu, cành bị sâu bệnh và cành ác mọc cách mặt đất 40-55cm sau khi thu hoạch xong. D. Cắt dây lươn, cành ác, dây thân mọc cách mặt đất 40-55cm ngay sau khi thu hoạch xong. Đáp án đúng C. 6. Triệu chứng thiếu đạm trên cây hồ tiêu. A. Lá già có màu vàng, vàng phần gốc trước tiên. B. Bị nặng thì vàng toàn cây. C. Lá non xuất hiện màu vàng trước tiên. D. Lá già và lá non xuất hiện màu vàng cùng thời gian. Đáp án đúng A và B. 7. Triệu chứng thiếu lân và kali trên cây hồ tiêu. A. Chỉ xuất hiện ở lá già. B. Kali xuất hiện ở lá già, song thiếu lân lại xuất hiện ở lá bánh tẻ. C. Chỉ xuất hiện ở lá bánh tẻ. D. Chỉ xuất hiện ở lá non. Đáp án đúng A. 8. Tại sao phải bón phân khi đất đủ ẩm? A. Trời mát, dễ bón, không tốn công lớp phân. B. Ít bị thất thoát. C. Giúp phân dễ tan cung cấp dinh dưỡng cho cây kịp thời. D. Giảm được thất thoát. Đáp án đúng C và D. 9. Bón phân vô cơ kết hợp với phân hữu cơ
có những lợi ích gì? A. Cải tạo độ chua đất, đất tơi xốp. B. Cung cấp dinh dưỡng tốt cho cây tiêu. C. Cải thiện tính chất vật lý đất, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và nước tưới. D. Giữ nước và giữ phân bón tốt hơn. Đáp án đúng C. 10. Sau khi thu hoạch cần hạn chế tưới nước liên tục cho cây hồ tiêu nhằm A. Tiết kiệm chi phí. B. Để cho cây hồ tiêu ngủ nghỉ. C. Hạn chế bệnh chết nhanh. D. Để cây hồ tiêu có điều kiện phân hóa mầm hoa tốt hơn. Đáp án đúng D.